Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đến Nazareth, Đức Giêsu nói với dân chúng trong hội đường rằng: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì mà quả ở trong nước Israel. Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quả thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hồi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch mà chỉ có ông Naaman người xứ Syria thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đồng, phần phục vụ lời Chúa ngày hôm nay chúng ta nghe: Thiên Chúa đã thực thi ơn cứu độ của Ngài không chỉ với dân riêng. Và bài đọc sách thánh thứ nhất cho chúng ta thấy rõ điều đó. Khi vua Na-a-man người xứ Syria, ông đã được khỏi bệnh, và cụ thể nhất đó là da thịt của ông đã trở nên như trẻ nhỏ khi ông đã xuống dọc sông Giô-đan tắm 7 lần. Điều ấy tượng trưng điều gì thưa cộng đồng? Khi ông nghe lời của người của Đức Chúa và rồi ông đã làm theo lời ấy và ơn cứu độ đã đến cho ông. Tin mừng lại tô điểm thêm cái sứ điểm ấy khi Đức Giêsu ngài trách cứ người Do Thái là họ hay tự cao tự đại, tự nhận mình là dân riêng của Chúa, rồi lên mặt coi thường tất cả những dân lân bang. Cho nên Đức Giêsu khi trở về Nazareth, ngài đã gặp ánh mắt nghi kỵ của những người cùng quê. Ông này chẳng phải là con mắc thờ như xem, mẹ ngài chẳng phải là Maria, và anh chị em của ngài chẳng phải là những người mà con lối sống. Trong cái bối cảnh ấy, Chúa Giêsu đã nói trong bài tin mừng hôm nay: không một ngôn sứ nào được kính trọng tại quê hương xứ sở của mình. Thưa cộng đồng, đây cũng là một lời nhắc nhở cho mỗi người Kitô hữu chúng ta. Đã biết bao lần chúng ta nghe lời của Chúa, đã biết bao lần chúng ta kinh mốt lấy những bài giảng, những lời giáo huấn của giáo hội cách nào đó, nhưng rồi chúng ta đã không để cho lời ấy biến đổi cuộc đời chúng ta. Xin Chúa tha thứ cho những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta trong mối tương quan với Chúa, để mỗi ngày chúng ta trở nên những người môn đệ trung tín của Đức Kitô. Thưa cộng đoàn, hôm nay là ngày tĩnh tâm đầu tiên của giáo xứ chúng ta. Mùa tranh thánh, thưa cộng đoàn, chúng ta thấy một màu tím, và rồi trong phục vụ trên bàn thờ chúng ta thấy không có trang hoàng, một cái cầu kỳ, không có hoa. Để nhắc nhở mỗi người chúng ta điều gì thưa cộng đoàn? Để nhắc nhở chúng ta tinh thần chân tình,
Nhưng hơn hết đó là chúng ta trở về hoàn cảnh nội tâm của chúng ta, xem chúng ta đang ở mức độ nào. Chúng ta đang ở một trạng thái của một người Kitô hữu tới đâu trong mối tương quan với Chúa. Thưa cộng đoàn, ngày hôm nay con cùng chia sẻ với cộng đoàn về cái thân phận của người Kitô hữu chúng ta. Thưa cộng đoàn, trong kinh Kính Mừng mà chúng ta vẫn đọc hàng ngày, cộng đoàn chúng ta luôn xác tín một điều: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có gì thưa cộng đoàn? Là kẻ có tội. Chúng ta phải xác tín với nhau, mỗi người chúng ta đi là những người có tội. Không tội ít thì tội nhiều, không tội trọng thì tội nhẹ. Và rồi một ngày chúng ta nhớ một vị thánh cũng mắc lỗi 7 lần nhưng vinh nghiệp về đời sống thiêng liêng. Nhưng thưa cộng đoàn, có tội hay không không quan trọng, nhưng chúng ta nhìn nhận tội lỗi của chúng ta tới đâu mà chúng ta có một thái độ như thế nào với tội, điều ấy mới quan trọng. Vậy thưa cộng đoàn, đứng trước tội chúng ta thường có những cái phản kháng hay có những cái tâm trạng như sau. Thưa cộng đoàn, cái tâm trạng đầu tiên mà con muốn chia sẻ với chúng ta đó là cái tâm trạng chúng ta nghĩ rằng mình không có tội gì. Điều này con đã gặp rất nhiều anh chị em, và rồi nhiều năm cũng xưng tội. Thì con hỏi, tại sao anh không xưng tội? Bảo dẫn với chân con chẳng có tội gì cả. Không có tội gì cả. Thưa cộng đồng, Thánh Gioan ngài bảo rằng ai nói rằng mình không có tội thì đó là kẻ nói dối và sự thật không ở trong chúng ta. Thưa cộng đoàn, khi chúng ta coi rằng mình không có tội thì trước tiên chúng ta tự xa cách Thiên Chúa, và vô tình chúng ta đang lấn át lương tâm của chúng ta trước mọi việc làm, trước cách cư xử của chúng ta với anh chị em, để rồi chúng ta đánh mất ý thức về tội lỗi. Chúng ta biết Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị ngài đã lên án cái tâm thức này rất nặng. Ngài bảo như thế này: những con người đánh mất cảm thức về tội thì họ đang rơi vào chủ nghĩa vô thần. Thực hành, con xin được nhắc lại, những con người Kitô hữu mà đánh mất cảm thức về tội thì họ đang đánh đồng mình với những con người mang chủ thuyết vô thần thực hành. Tức là họ không còn thấy những công việc mình làm nó đạt được cái mức thiện hảo tới đâu. Và rồi cái điều nguy hại nhất đó là khi họ làm những công việc sai trái nhưng lương tâm họ vẫn tỉnh bơ. Thưa cộng đoàn, chúng ta đang sống trong cái bầu khí u ám của thế giới, và trong ngày khai mạc mùa chay thánh, còn nhớ đức đồng của chúng ta ngài giảng như thế này: hiện nay cả thế giới đang sợ một cô bé, đó là cô Corona. Cô ta 19 tuổi, nhưng ai cũng sợ. Nhưng con thì con lại nghĩ khác. Cô này chưa 19 tuổi đâu, thưa cộng đoàn. Cô này mới có 4 tháng tuổi, nhưng đang là điên đảo thế giới và gây một bầu khí hoang mang trên toàn thế giới. Nhưng đấy là sự kiện
Thưa công đồng, đứng trước cái nỗi sợ hãi của dân chúng thì vẫn còn đâu đó những con người trục lợi qua những anh chị em của chúng ta, và rồi lợi dụng thời cơ để lập dụng một cách bất chính. Thưa cộng đồng, chúng ta đọc đâu đó trên những trang mạng, chúng ta thấy những chiếc khẩu trang của chúng ta đã được gọi là giặt lại, đã được ủi lại, và rồi họ tiếp tục bán lần thứ hai. Rồi thưa cộng đồng, trong những ngày dịch Corona, rất nhiều các trang không chỉ trong nước nhưng ở Hồng Kông gọi điện về cho con và dặn với cha con nghe nói ở Đăng Minh Ba Chuông có một cái nguồn khẩu trang nào đó mà được đại trợ, xin cha chia sẻ với chúng con, và nếu cha mua cho chúng con cũng được, chúng con sẽ đi máy bay từ Hồng Kông về để lãnh nhận quà cho anh chị em người Việt đang sinh sống tại đó. Nhưng thưa cộng đoàn, chúng ta biết một chiếc khẩu trang trên miệng của chúng ta đang đeo cách đây 5 tháng, thưa cộng đoàn, con mua 10.000 một hộp, và nếu mua 5 hộp thì còn được khuyến mãi. Nhưng hôm nay một hộp nó bao nhiêu rồi, thưa cộng đoàn? Một thùng 20 triệu, nhưng không có hàng để mua. Vậy thì chúng ta nghĩ gì? Và rồi chúng ta thấy xã hội của chúng ta vẫn còn đó những con người đã đến mất đi cái mối tương quan của chúng ta đối với người anh chị em, để rồi họ vẫn cảm thấy lương tâm của mình thanh thản để làm những chuyện đó. Chúng ta cầu nguyện cho anh chị em của chúng ta. Tôi không chỉ của riêng họ, nhưng chúng ta được mời gọi để liên lụy, và người Kitô hữu của chúng ta cũng được mời gọi để liên lụy với thế giới hôm nay, khi chúng ta đang là những người sống chết với anh chị em, và chúng ta được mời gọi để đưa tin mừng của chân thiện mỹ đến cho thế giới hôm nay. Cái trạng thái thứ hai của người Kitô hữu đứng trước tội lỗi, có thể đó là một tình trạng buông xuôi trước tội lỗi. Điều này có nghĩa là gì, thưa cộng đồng? Khi có người ta phạm tội, người ta thấy rằng mình không thể gương dậy, và rồi cứ coi mình yếu đuối, không thể làm mới lại cuộc đời của mình, và họ buông theo tất cả những dục vọng của trần gian, đưa đẩy họ muốn đi đâu để đi, và cuối cùng họ đánh mất chính linh hồn của mình. Thưa cộng đồng, chúng ta thấy đâu đó có những anh chị em của chúng ta, và có khi ngay trong gia đình của chúng ta, thưa cộng đồng, chúng ta đã đánh mất cái niềm tin vào Thiên Chúa, và rồi đánh mất cái niềm hy vọng lòng thương xót của Thiên Chúa nơi chính bản thân của chúng ta. Thưa cộng đồng, có kể một cái câu chuyện rất thật. Đó là một lần con được cha nghĩa vụ, ngài nói ngày mai là lễ giỗ của ông bố, anh về với bố để dừng thánh lễ. Và rồi thưa cộng đồng, khi trở về cái gia đình của mình thật ấm áp, và rồi người chị của cha bố dặn chúng con đi tối đi chơi làm sao tranh thủ về sớm, để rồi sáng ra bố dừng lễ cầu nguyện cho ông, và bố trở về Sài Gòn sớm để có thể dạy học vào buổi chiều. Thế thì có một đứa con
nó vẫn đi chơi về khuya. Và sáng ra người mẹ gọi: "Dây, chú mày chuẩn bị rước lễ rồi kìa." Gọi lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Và rồi chúng ta biết cái người phụ nữ Việt Nam của chúng ta, nhất là những bà mẹ, có một cái tính kiên định: "Mày chưa dậy, tao vẫn gọi." Và rồi thưa cộng đoàn, cái người đứa ở trong phòng nó nghe gọi, nó sốt ruột, nó ngủ cũng không xong, mà nó thức dậy thì không nổi. Nó bảo: "Mẹ cứ nói chú dừng lễ đi." Lên thì lên rồi, mà xuống thì xuống rồi, có dừng lễ cũng như không. Câu đoạn hiểu cái câu nói nào mà lên thì lên rồi, mà xuống thì xuống rồi, có dừng lễ cũng như không. Thế câu đoạn, con nghe câu này con hết hồn. Một người cháu của một ông cha, hơn nữa lại cháu ruột, mà lại sống trong một gia đình giáo giáo đạo đức, mà nó lại có một cái tư tưởng lên thì lên rồi, mà xuống thì xuống rồi, có cầu nguyện cũng như không. Thưa cộng đoàn, có bao giờ chúng ta gặp những đứa con, đứa cháu trong gia đình của chúng ta nói như vậy không? Rất có khi đấy, thưa cộng đoàn, rất có khi. Và rồi chúng ta sẽ làm gì trước những cái thực tại này? Thưa cộng đoàn, chúng ta chỉ biết cầu nguyện. Rồi thưa cộng đoàn, đứng trước tội lỗi ngày hôm nay, con người ta cũng có thể rơi vào cái tâm thức đó là cái gì, thưa cộng đoàn? Trước tiên đó là chúng ta dừng dưng trước tội lỗi. Cái trạng thái thứ hai đó là đánh mất cái cảm thức về tội. Cái thứ ba đó là buông xuôi, đó là trước tội lỗi. Và cái cảm thức thứ tư mà con muốn chia sẻ với cộng đoàn ở đây, đó là chúng ta đánh mất niềm hy vọng vào lòng thương xót của Thiên Chúa, để rồi chúng ta mặc cho số phận đưa đến chúng ta tới đâu thì tới. Điều này chúng ta thấy nó mang dáng dấp của những nhân vật trong Kinh Thánh. Và rồi thưa cộng đoàn, chúng ta thấy rằng cái cảm thức này chúng ta cần con lại, để khi chúng ta nhìn nhận tội lỗi của chúng ta đã chốc vào trong cuộc đời, chúng ta nhận ra được lòng thương xót của Thiên Chúa và ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, để chúng ta biết quay trở về. Chúng ta thấy vua David của chúng ta, Ngài đã phạm những tội ác tày trời, nhưng rồi Ngài đã nghe lời dạy bảo của Thiên Chúa qua miệng ngôn sứ Na-than. Thưa cộng đoàn, chúng ta thấy cái phản ứng đầu tiên của David khi phạm tội ngoại tình là sao? Thưa cộng đoàn, ông ta đã cướp vợ của Uri-za, và rồi ông ta còn phạm tội đưa cái người cháu của mình ra trận mặt để cho Uri-za phải chết, và cuối cùng ông không bị chết tội. Nhưng không, thưa cộng đoàn, ngôn sứ Na-than đã đến nói với vua một câu chuyện như thế này: có một nhà giàu kia với đầy đủ những chim cừu trong nhà, và rồi có ê hề của cải, nhưng bên cạnh đó có một anh nhà nghèo chỉ có một con dê nhỏ, có một con dê cái duy nhất mà thôi. Ngày ngày người chủ luôn ở cận kề chăm sóc yêu thương, nhưng rồi anh nhà giàu đã cướp luôn cái con dê ấy và làm thịt.
vua David đùng đùng nổi giận. Đứa đấy là đứa nào được nghe cho chấm chấm chèn động? Ngôn sứ Na-tan nói kẻ ấy chính là vua đấy. Thưa công đại, nhà vua khi nghe ngôn sứ nói thế, ngài đã biết dừng lại trước tội tẩy trời của mình. Và rồi thưa công đại, ngài đã trở nên một vị vua thánh hiền. Để đến ngày hôm nay trong từng thánh lễ chúng ta tham dự, chút xíu nữa đây, khi cộng đoàn thấy vị chủ tế rửa tay, lặp lại lời của thánh vương David: lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội con đã phạm, xin ngài thanh tẩy. Thưa cộng đoàn, mỗi người Kitô hữu chúng ta trong tương quan với Chúa và anh chị em, chúng ta đã lỗi phạm với Chúa và anh chị em của chúng ta trong lời ăn tiếng nói, trong cung cách ứng xử, trong cái đức bác ái của chúng ta một cách nào đó. Điều ấy không quan trọng thưa cộng đồng, nhưng chúng ta biết xét mình, xem chúng ta đang đối xử với người anh chị em của chúng ta làm sao, và rồi chúng ta có tâm thức như thế nào đối với tội lỗi. Chúng ta có dửng dưng trước những tội chúng ta phạm không? Chúng ta có làm ngơ trước những nhu cầu của người anh chị em chúng ta chẳng? Chúng ta có cảm thấy dửng dưng, mất niềm trông cậy, niềm hy vọng, niềm tin và Thiên Chúa chẳng? Chúng ta thấy thấp thoáng đâu đó những mảnh đời có khi ngay trong gia đình, trong giáo xứ của chúng ta rất cần nơi chúng ta lời cầu nguyện, sự liên lụy của chúng ta trong lời cầu nguyện. Và thưa cộng đồng, chúng ta cần sám hối tận tâm, qua bên chúng ta ăn năn những lỗi phạm của chúng ta với Chúa và anh chị em, để rồi chúng ta làm mới lại đời sống của chúng ta, chúng ta làm mới lại cái mối tương quan của chúng ta đối với Chúa và anh chị em của mình. Qua đó chúng ta sẽ lấy nhận hồng ân của sự phục sinh mà giáo hội đang hướng chúng ta tới trong viên tượng của mùa phục sinh sắp tới, và trong vinh quang bất diệt với Đức Giêsu Kitô đứng đánh bại thần chết và tội lỗi. Amen.